Vâng, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn thì mình và TGFIT đã quay trở lại đây để chuẩn bị bình luận cho anh em trận đấu thứ hai trong khuôn khổ là đấu BO4, trận đấu chung kết của giải đấu Giờ Chơi Hồng Văn 1 thứ 11 của chúng ta. Và nhìn qua bảng điểm một chút, người đang có lợi thế nhất ở trong lobby của chúng ta đó chính là chàng trai đến từ FBA, Devil đang có cho mình là 10 điểm. Với một bài đấu anh ta sở hữu được cho mình một con Dragon 3 sao với một bộ bài 6 quân đoàn. Và xếp ngay sau đó chính là Green, Royal chia nhau vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Lonely có cho mình là 6 điểm, Cường Smile 4 điểm, TR Steel 3 điểm, VT 2 điểm và cuối cùng là Bảo Ngọc 1 điểm. Hơi đáng tiếc cho chàng trai đến từ máy chủ Nhật Bản khi mà một bài đấu của anh ta, một bài đấu chiến binh nhưng mà không có những cái món đồ ánh sáng thực sự là đẹp dành cho vị trí của Jack, khi mà ăn lượng CC chồng đến từ vị trí của Real cũng như là gặp cho mình những cái bài đấu lượng sát thương gây ra theo thời gian là rất nhiều. Thì hơi khó hơn cho Bảo Ngọc, anh ta có thể giữ lại niềm hy vọng để có thể chen chân vào top 4 và cùng hy vọng rằng Bảo Ngọc anh ta có thể giữ lại được bình tĩnh cũng như là thể hiện tốt ở trong game đấu thứ hai của chúng ta. Và đây là màn hình máy của Green, khởi động cho mình là một con Klett. Anh Fix đánh giá một bộ bài mà ác quỷ ở phiên bản này, carry bằng vị trí của Tristana, liệu rằng có thể giúp cho các tuyển thủ của chúng ta vào top 1 được không? Bài nếu mà carry bằng Kitana thì anh nghĩ là đây là một bài top 4. Còn nếu mà muốn top 1 thì cần phải cực kỳ đột biến. Tức là chúng ta phải có những cái biến hệ như là biến pháo đúng không? Đúng rồi. Và có thể là thậm chí phải hai biến pháo và cũng có thể là biến ác quỷ để có thể đẩy cái ngưỡng đúng sức mạnh đội hình của bộ bài ác quỷ lên cái ngưỡng sức mạnh đội hình cao nhất khi mà bài ác quỷ ở phiên bản 11.20 của chúng ta đã bị giảm sức mạnh ở cái ngưỡng 6 ác quỷ rồi. Và một con Klett khó mà có thể carry được như cái phiên bản trước đây. Và đây là những con đấu sĩ bằng một con Nunu rất sớm dành cho vị trí của Green. Mảnh đồ khá là đẹp, vị trí green. Đấu sĩ, hai đấu sĩ và đây là một con Kha'Zix dành cho vị trí của Green, nhưng mà Green vẫn đang chỉ dép bằng đấu sĩ mà thôi, hoàn toàn có thể cho vào Kha'Zix ở khoảng thời gian 2.1 để có thể giữ máu khi mà VT anh ta có một con Zig 2 cũng như là Brand để kích hoạt cho mình là hai máu pháp sư. Lonely cũng như là như vậy, lại là một con Zig 2, vâng, rất nhiều Zig 2 ở trong lobby của chúng ta. Còn TR Steel, vâng, một con tướng mà anh ta không thích, anh ta có chia sẻ với ban tổ chức ở các giải giờ Châu Sơn trước đây là một con viên hai là một con tướng anh ta cực kỳ không thích, nhưng mà tôi đang không hiểu tại sao anh ta lên ở trong round đấu vừa rồi. Hơi đen cho vị trí của Green khi mà anh ta không có một con nào hay sao cả. Vâng, đang muốn thay ba chiến binh vào, liệu rằng có phải là ba chiến binh hay không khi mà có cả Irelia vào Olaf Hình như là bỏ đang đi. muốn bốn quỷ thì phải hay sao ấy nhỉ? À, hai quỷ và Ồ, hai hiệp hai sĩ. pháo chứ không phải là chiến binh. Hai pháo và hai Anh hiệp đang sĩ. có chiến binh. Anh nghĩ là có vẻ như là Green đang muốn hướng tới một bài Tristana như Bon nói thì phải. Có thể là như vậy anh Phi ơi, nhưng mà nếu như anh Phi đánh giá một cái khung bài như này và một cái khung bài theo hướng ba chiến binh và ba đại binh thì khung nào khỏe hơn? Cả hai khung bài đều đang một sao. Cả hai khung bài đang một sao thì anh nghĩ cái khung này có vẻ là dép sẽ ngon hơn, tại vì là có pháo có thể clear được ở early game. Đúng là như thế, và đó là một chiến thắng của Green trước bài đấu của TR Steel. TR Steel đơn giản thôi, khi mà anh ta ra được cho mình một cái Nico cũng như là ba mảnh đồ lẻ như thế kia thì chắc chắn lượng vàng của anh ta sẽ không cho phép anh ta có thể tích tiền được sớm, và đó là một cái sự bất lợi dành cho TG Steel ở trong trận đấu thứ hai này. Còn đây là một cái giáp lửa dành cho Green rồi, có thể là giáp lửa, nhưng mà nếu như Green anh ta muốn đánh một bộ bài ác quỷ 3 sao thì đó sẽ là một cái quỷ thư dành cho vị trí của Kennen. Hai con Nunu rồi, anh nghĩ là có thể Green sẽ quay xe, tại vì là có hai con Nunu rồi và lại có giáp lửa nữa. Green, một cái khung bài anh ta có cho mình những con tướng đấu sĩ, nhưng mà anh ta quyết định bán đi Gragas để thay vào đó là những con tướng ác quỷ và đang giữ cho mình là một đôi Kennen. Không biết rằng Green anh ta sẽ hướng đến bộ bài nào đây. Trong khi đó đây là cờ Smite, hai ma sứ và đang muốn thay Kha'Zix vào để sử dụng sát thương công lập. Vâng, đúng Đúng là là như Kha'Zix vậy rồi. rồi, một con Kha'Zix một sao thôi, nhưng mà khi mà con Kha'Zix có đủ khoảng trống để có thể sử dụng kỹ năng của mình thì hoàn toàn có thể hạ gục được một con tướng bên phía bên kia. Và đây là một huyết kiếm dành cho vị trí của Nidalee. Cường thì đang có một khởi đầu khá là xấu khi mà không có một con hai sao nào cả. Phải đang phải đép bằng những con tướng một sao và đang ôm hy vọng để có thể ra được cho mình là ba long tộc. Không Không có ba có long long tộc. tộc rồi, rất đáng tiếc.
và đó là ba chiến binh dành cho vị trí cửa Smile. Liệu rằng anh ta có bán đi hay không và quyết định là bán đi để có thể lấy được cho mình là 10 vàng ở trong round đấu này. Một cái chuỗi thua 2 của cửa Smile cũng như là TG Steelnet, Green cũng vừa phải nhận một trận thua 4 ton rất đau đớn. 92 máu trong cái đấu bảo ngọc anh ta đã up cấp 5. Mặc dù anh ta không có chuỗi 96 máu nhưng mà anh ta quyết định up cấp 5 rồi. Có thể là anh nghĩ bảo ngọc đã có 3 lock tổng nên là mới up 5. VT cũng là như vậy, còn đây là TG TG Steel và Bảo Ngọc vừa sang xem. Đúng rồi. Đây là bài đấu ba long tộc. À không, đó là Bảo Ngọc chứ không phải TG Steel. Với ba long tộc và ba chiến binh kia. Ba long tộc và ba chiến binh, một bài đấu ổn ở khoảng thời gian này dành cho Bảo Ngọc. Đơn giản anh ta muốn up cấp để giữ máu vào thôi. Và thậm chí anh ta có thể giành chiến thắng trước bài đấu của Cửa Smile khi mà dàn tank của Cửa Smile sẽ bị hạ gục bởi cái lượng sát thương gây ra bởi Zera cũng như là một con Ass. Bán thấy đi. Là ở phiên bản này thì khi mà Long tộc được búp thì có vẻ rất là nhiều người muốn hướng tới Long tộc ở đầu trận. Vòng đi chợ và có sẻng 2.4, vâng, trận chung kết của chúng ta luôn có sẻng ở vòng đi chợ 2.4 và TG Steelnet anh ta lấy được cho mình một Mid Fortune cầm sẻng rồi. Trong cái đó Cửa Smile, một mảnh găng trên người của Olaf dành cho vị trí của Cửa Smile. Devil anh ta có cho mình một Hecarim cầm thanh kiếm BF. Trong cái đó Lonely thì sao, một nước mắt trên người Syndra và đai lưng dành cho vị trí của Bảo Ngọc. Rồi anh ta lấy được cho mình một cái gậy quá khổ, kháng phép và giáp thì VT anh ta sẽ lựa chọn món đồ nào đây? Vâng, quyết định là lấy cho mình một set cầm kháng phép rồi. Vâng, sẽ là bán vị trí của Ash đi và thay vào đó là một cái giáp lửa dành cho vị trí của Irelia. Vâng, máy của Bảo Ngọc. Có lẽ là ping của Bảo Ngọc đang rất cao khi mà tôi thấy thao tác chuột của Bảo Ngọc đang rất giật. Vâng, anh một... nghĩ ping nó phải rơi vào tầm 200 được. Đến 250. Nhìn vào con trò chuột của Bảo Ngọc mà tôi nghĩ đến cái những cái khoảng thời gian mà đánh ở những xe vào nước ngoài. Vâng, một cái sự bất lợi dành cho chàng trai đến từ máy chủ Nhật Bản. Và hy vọng rằng Bảo Ngọc anh ta có thể vượt khó được trong những cái game đấu này cũng như là những cái game đấu sắp tới. Và đây là Royal, một con Cannon 2 và Poppy 2 như này thì hơi khó cho Bảo Ngọc rồi. Sẽ là một chiến thắng dành cho Royal mà thôi. Nhưng mà dàn tanh quá cứng cáp đến từ Cannon 2 và một con Poppy 2 và kích hoạt cho mình đó là hai hiệp sĩ. Tại đâu thì còn đang có cho mình một đôi Nidalee. Nếu mà là một con Nidalee 2 thì Royal sẽ cực kỳ mạnh ở giai đoạn giữa trận đấu. Lượng vàng vẫn đang là ổn nhưng mà đơn giản là Bảo Ngọc anh ta đang sở hữu cho mình cái Long tộc cũng như là ba chiến binh. Cửa Smile anh ta còn lại cho mình là 68 máu sau 4 round đấu. TG Steel 78 máu, Devil 84, hai người đang cháy thì là VTT với cả Royal. Royal một bài đấu thì quá mạnh mẽ rồi. VTT khi mà sở hữu cho mình những con tướng ma pháp sư sớm thì hoàn toàn VT anh ta có thể giữ máu được khoảng thời gian 2 chấm này. Một con Zeke 2 và có kích hoạt ma pháp sư, lượng sát thương theo thời gian là đủ để có thể giúp cho thằng hai trai của chúng ta giữ máu. Và đây là một, cũng là một con Zeke 2 và click phép. Vâng, Lonely vuốt rồng. Anh Phi đánh giá vuốt rồng ở bản này như nào khi mà một món đồ mà khá được yêu thích ở phiên bản này? Vuốt rồng thì nó sẽ ngon trong trường hợp mà có khoảng 3 nhà đánh phép trở lên. Còn trận này thì anh thấy có vẻ như là cũng không quá nhiều nhà chơi phép lắm. Thế combo 3 tia và vô cực đang được mọi người dùng nhiều hơn. Vô cực kiếm và cuồng cung Wunner. Và đây là những con tướng tiếp xe theo. Và Bảo Ngọc anh ta có lên được 2 sao và một Ass 2 à? Lên cũng được, tại vì là hiện tại anh chàng này vẫn đủ cho mình là lượng vàng 20. Đúng rồi. Và anh ta chưa có set, đơn giản là như vậy. Và chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định của Bảo Ngọc là như thế nào. Một con Ash 2 chứ không phải là một con Zyra 2. Quan trọng là cái tân đồ này sẽ trả cho Bảo Ngọc cái gì đây. Ở trận đấu trước thì tân đồ người đá này Bảo Ngọc rơi ra không rơi ra một mảnh đồ nào. Và ở trận đấu này có vẻ như lại tiếp tục như vậy. À, không, một không mảnh giáp rồi anh Phi rồi. Không bán đi. Bán Ash xe rồi. Hợp lý mà thôi. Khi mà anh ta muốn cái ngưỡng tiền của mình đạt được cái ngưỡng 50 vàng thật là nhanh và có bỏ Ass hay không hay là quyết định up cấp. Ồ, cực kỳ là thọt cấp chữ Bảo Ngọc cả hai trận đấu. Liệu rằng có cân nhắc để có thể xử lý tốt pha này không? Bỏ Ass và thay set vào bán đi vẫn đủ cho mình là 30 vàng. Anh nghĩ là Bảo Ngọc muốn hướng tới một trận năm long tộc bọn ạ. Có phải là năm long tộc không? Long tộc thì hơi cầu may một chút khi mà chúng ta đang thiếu một con tướng rất quan trọng trong bộ bài năm long, đó chính là Galio. Và sẽ là bán đi và có thể lấy cho mình lượng vàng là 30. Khi mà anh ta đã up cấp 6.
Mà có thể thấy cái combo 3 tia vô cực đã được sử dụng cực kỳ nhiều. Nó là Devil. Và có thể anh ta lại là một trận đấu anh ta đặt niềm tin vào vị trí của đối hơn nữa. Khi mà trận đấu đầu tiên, một bài đấu mà anh ta đánh trùng bài với cả VT. Nhưng khi VT đi, anh ta phải dừng lại thì khoảng trống tạo ra quá lớn để cho Devil anh ta có thể lên được cho mình một con level 3 với cái lượng tiền anh ta đang sở hữu. Và bây giờ là một trận thắng của Devil với con Nidalee cầm vô cực kiếm vào cùng cung. Đây là VT. Sau một khoảng thời gian cháy thì VT bắt đầu anh ta phải nhận cho mình những trận thua rồi. Bỏ đi Zik ư. Royal và Loli là người đang cháy. Royal thì vẫn đang có cho mình 100 máu, cờ Smile 62, up cấp 6 và 3.2, đó chính là TG Steel. Loring anh ta lên được cho mình Kennen 2 cũng như là một con Thresh 2 sao. VT bám đi cho mình vị trí của Zik. Lại là 3 tiêu vô cực, còn đây là cường số 2. Cường số 2 anh Phi có thể thấy vô cực và cuồng cung. Vâng, rất nhiều nhà đép theo hướng bài vô cực và cuồng cung Wooden dành cho vị trí của Nidalee. Và đây là cường số 2. Cường số 2 hiện tại đã có 2 con 3 tiền 2 sao con ạ. Anh nghĩ là bài của cường sẽ cháy đến khoảng tầm 4.1. Đúng là như thế, khi mà một con Lee Sin 2 sao cũng như một con Nidalee 2 sao như thế này thì hơi khó để cho cường số 2 anh ta có thể nhận cho mình một trận thua. Trong khi đó TG Steelnet anh ta chỉ còn lại cho mình 54 máu mà thôi. VTT. Một bài đấu vẫn đang hack tiền bằng Long Tộc và sẽ là lên 7 và có thể roll được cho mình những con tướng cần thiết trong bộ bài Thây Ma và Ma Pháp Sư. Có những nhà sở hữu cho mình Thây Ma. Đúng là, đây là Green tới một bài Chitana rồi bọn ơi. Nhưng mà Green mới Chitana 1 cho anh Phi thôi. Đúng rồi. Đó là một con Chitana 1 sao. Thì liệu rằng Green anh ta có thể roll được cho mình một con Chitana 3 ở trong cái đấu này hay không? Devil phải đối đầu với cả VT. Nidalee hóa báo và sẽ dứt điểm vị trí của Kalista. Siren được triệu hồn. Nhưng mà đây là một con Siren không có độ. Thì không khó để cho Devil anh ta có thể có thêm một trận thắng nữa. Và VT nhận một trận thua 4 con. Hơi đáng tiếc cho VT khi mà còn rất ít máu đến từ vị trí của Riven. Có vẻ như là Royal vừa bị cường số 3 cắt trích. Royal đã mất đi cái chuỗi thắng rồi. Hơi đáng tiếc cho Royal khi mà trước thềm vòng đi chợ thì anh ta đã mất đi cho mình cái mạch thắng. Và trong lobby của chúng ta, cả hai Lonely cũng là như vậy, đều mất đi cho mình cái chuỗi thắng rồi. TG Steelnet anh ta giữ được máu, 54 máu. Anh ta sẽ lấy mảnh đồ nào đây? Anh đang nhớ là Steel có một cái xỉa. Nhớ là Steel có nhận được một cái xỉa. Anh ta lấy gì? Anh ta quyết định lấy Aphelion mất rồi. Vâng, Devil thì đang phân vân. Vâng, đang suy nghĩ rất nhiều đến từ vị trí của Devil. Và quyết định lấy cho mình là một mảnh kháng phép. Trong khi đó Royal thì sao? Đó là một mảnh giáp dành cho vị trí của Royal. Và đây là mảnh máy của TG Steel, anh ta lên lấy vị trí Alpha để anh ta hy vọng rằng đó là một Alpha 2. Ui, Neko Alpha 2 luôn. Bàn tay công lý. Một con Alpha Lyot cầm một cái cục đao. Hoặc thậm chí có thể là Soji. Một rất pha rất khan thức, rất ôn nhu như từ vị trí ánh sáng này không trả một cái đồ đam cho Steel thì cực kỳ nguy hiểm. Và chúng ta cùng hy vọng rằng ra đồ ánh sáng sẽ có một những món đồ mà Aphelios cầm được, có thể là một kiếm tử thần, cũng có thể là một cái huyết thần kiếm để cho TG Select anh ta có thể dựng máu tốt hơn. Anh Green luôn khá nhiều nhá, nhưng mà Green bây giờ chỉ còn lại cho mình 30 vàng level 6 và line up đang chỉ là Chitana 1 và Lulu 1 và Phong 1 mà thôi. Tôi khá nhiều nhưng mà không update được 2 sao để cái vị trí của Green rồi. Một con Aphelios 2 sao thế này thì chắc chắn đó là một chiến thắng dành cho TG Steel khi mà bài Green anh ta chưa lên được cho mình một con Chitana 2 và bắt đầu áp cấp dần bằng lợi thức. Đồ này ban phước sẽ ra gì đây? Rồi, diệt khổng lồ, rất may khi mà đó là một cái diệt khổng lồ ánh sáng. Đó là những cái món đồ trong bộ bài phép nhưng mà có cho mình một cái diệt khổng lồ ánh sáng dành cho vị trí của Aphelios. Với một cái diệt khổng lồ ánh sáng hoàn toàn, những pha hắc ám dần lối đến từ vị trí của Aphe có thể giúp cho TG Steelnet anh ta giữ máu tốt ở khoảng thời gian 4.1 của trận đấu trở đi. Nhưng mà câu chuyện được đặt ra trước thềm 5.1 trở đi thì anh ta có thể có được cho mình những con tướng 5 tiền như là Asan hoặc thậm chí là Volibear và Teemo trong bộ bài mà anh ta đang hướng tới hay không.
ôm lại vị trí của Nunu và bán đi vị trí của Syndra rồi. Đây là Devo. Ui, Devo lại có tiếp tục có ba đồ đẹp dành cho Draven. Vâng, The Raven của Devo bây giờ chỉ cần ra thôi. Cỗ bàn đã bày sẵn rồi. Chỉ cần nhà... kê hợp lý là trận đấu này anh thấy như là có hai nhà đang cạnh tranh Draven với Devo thì phải. Chính xác là như thế. Và game đấu này chúng ta hãy cùng xem Devo anh ta có thể ra được cho mình một con Draven hay không, khi mà khá nhiều nhà ghép cho mình những cái món đồ Draven rồi. Cường Smile cũng là như vậy, còn đây là Bảo Ngọc. Một cái giao điện static ánh sáng rất ngon dành cho Bảo Ngọc, nhưng mà Bảo Ngọc anh ta chưa có Sojin thì liệu rằng đây có phải một bài đấu Karma dành cho Bảo Ngọc hay không? Anh cảm giác như là Bảo Ngọc đang muốn hướng tới Karma nhiều hơn, tại vì đang có bùa xanh rồi. Ôi, Bảo Ngọc đã run. Đây là Karma và chắc chắn sở hữu cao cho mình một con Karma 2. Anh ta cần cho mình một cái gậy quá khổ. Thậm chí là 6 con Zyra bọn ạ. Một cái Deco 7 con rồi. Phải có cho mình là một thanh kiếm BF. Và không ra được One Fit thôi. Nhưng mà cứ lên tạm đi. Bởi vì bây giờ máu của Bảo Ngọc, anh ta lên được Zyra 3. Nhưng một câu chuyện được đặt ra là nếu như cái ban phước ở game đấu này trả cho anh ta một những cái món đồ thì thực sự đó là một điều tuyệt vời. Đúng rồi. Khi mà bài đấu của anh ta có khả năng giảm phản phép đến cái static ánh sáng rồi. Ui, static ánh sáng thì cho vị trí của Fiddle Stick chứ không phải là Brand à? Ôi, cũng được, không sao cả. Cũng được, không sao. Mà tôi đang muốn bảo ngọc anh ta sẽ mất máu ở round đấu này để anh ta có thể ra được cho mình một round đấu ban phước. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ban phước ở game đấu thứ hai sẽ trả cho Bảo Ngọc chàng trai của chúng ta những mảnh đồ hay là Neko hay là biến hệ đây. Có thể sẽ là một trận đấu Zyra 3 từ rất sớm của Bảo Ngọc. Vâng, vẫn là một trận thắng thôi. Các bạn có thể thấy sức mạnh của cái giao điện static ánh sáng nó kinh khủng đến mức độ như nào. Khả năng giảm kháng phép là quá tốt với 70%. Và đó là một chiến thắng của Bảo Ngọc. Và đây rồi anh Fit ơi. Đây là Zyra 3. Bây giờ hoàn toàn anh ta có thể ghép quyền trượng luôn. Bảo Ngọc đang tiếc cái Neko một tí. Bảo Ngọc. Ui. Sao lại ấp cấp? À, muốn để 5 long bao đây, muốn để 5 long, 5 long. Sẽ là 5 long với vị trí của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc chắc là tiếc một cái Neko, roll khoảng 2 cái để hy vọng rằng có thể tiết kiệm được cái Neko đó, nhưng mà hơi đáng tiếc khi mà không ra. Không ra, long độc chính là Neko mà rồi. 5 long chính là Neko. Chính xác. Tôi tưởng chừng như là Bảo Ngọc anh ta muốn đẩy cái nước mắt lẻ dành cho vị trí của Brand nhưng mà không nên. Và Bảo Ngọc nhận ra điều đó, anh ta cần cho mình một cái Soji. Vâng, 5 long tộc. Một Zyra 3 từ cực kỳ sớm. Một sự tri ân đến với cả máy chủ của Nhật Bản cũng như các bạn khán giả đang theo dõi giải đấu giờ chơi trường của chúng ta. Và nếu như trận đấu này Bảo Ngọc anh ta có thể comeback được với bộ bài 5 long tộc thì thực sự đây là một cái điều xứng đáng. Nhưng mà anh ta đang all in ở level 8. Những quả trứng của anh ta thì vẫn đang chỉ là những quả trứng ở trong 3 long tộc mà thôi. Và hy vọng rằng đây sẽ là một quả trứng to. Một trận thua đi sẽ là tuyệt vời. Và đúng là như vậy. 11 máu, trời ơi. Không phải xuống nữa chứ, 39 đúng không? Bị lag qua xuống nữa. 41 máu thì đen. Còn máu pet ở 4 chấm. Và đây là những... Ui, xúc sắc. Và một mảnh giáp à. Chứ không phải là những món đồ tiếp theo. Xúc sắc. Cái xúc sắc mà thôi, trong khi đã lên Zyra 3 rồi. Ơi, nếu mà cái xúc sắc này ở cái thời điểm mà Zyra chưa lên thì tuyệt vời đúng không anh Vít? Đúng rồi. Nhưng mà rất đáng tiếc khi mà Bảo Ngọc đã sử dụng cái Neko đó. Thôi thì có thể tí nữa xúc sắc vào con Fiddle Stick và ra cho mình một con gấu cũng được. Anh nghĩ như thế sẽ tuyệt vời nhất tính cho Bảo Ngọc rồi. Ồ, nhưng mà Bon ơi, em để ý là nếu mà Green xuống máu là Green sẽ có một cái xúc sắc nha. Cực kỳ ngon cho bài của Green. Và Green có nói với tôi trước thềm trận đấu này diễn ra là Green hôm nay sẽ làm nhẹ cho mình là 4 cái top 1. Nhưng mà trận đấu đầu tiên thì Green hơi đáng tiếc chỉ dừng lại ở vị trí thứ 2 mà thôi. Thì liệu rằng trận đấu này Green có thể comeback được hay không khi mà lượng sát thương gây ra bởi một Chitana 2 sao ở thời điểm này là rất nhiều rồi. Vô kiếm cung xanh cũng như là một cùng cung golden ánh sáng. Green là quá nhanh. Và Bảo Ngọc 30 máu. Thanh kiếm BF rất cần thiết. Vẫn Raven cầm BF đen quá. Tiger Steel BF, anh ta có cần thanh kiếm BF này hay không? Có vẻ như anh ta không cần. Anh ta cần Virgo để có thể lên được cho mình một cái phước bẫy ư? Và đó là anh cái là chống... Steel đó muốn ghép cho mình cái bàn tay. Tại vì là con bàn tay của Steel đang dùng à, đúng rồi. Nước đang dùng cái nồi giọt nước trên người của con Aphelios 2 sao dành cho vị trí của Tiger Steel. Và đó là một cái bàn tay công lý. Và Tiger Steel có, anh ta có Neko, anh ta có thêm một Aphelios và anh ta có xúc sắc anh Fiddle.
thì liệu rằng đây có phải là một bài đấu Alpha 3 hay không? Có Hoàn thể toàn hy có thể vọng hy được, vọng được có thể hy vọng được. khi mà anh ta đang rất giàu và anh ta đang sở hữu cho mình là một cái xúc sắc bao thuật và một cái Neko, và thậm chí anh ta đang sở hữu cho mình là 4 Aphelios và cực 50 giàu vàng, và đây là giàu. Một skill cực kỳ giàu nha. Anh nghĩ là nếu mà chỉ cần ra được khoảng 1 đến 2 con nữa thôi thì có thể xúc sắc luôn. Diana cầm tim băng là hoàn toàn là hợp lý mà thôi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Với cái lượng đồ này thì anh nghĩ là bắt buộc phải Alpha 3 mới đủ sát thương bọn ạ. Phải là Alpha 3, chính xác là như vậy. Được, chậm lại một chút, bàn tay đã. Không, 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 lì thêm một tí đi. Lì thêm một chút nữa. Anh ta muốn thay bí ẩn vàng. Và khi mà anh ta thay bí ẩn thì anh ta gặp luôn một nhà sức mạnh phép thuật. Hoàn toàn hợp lý, bàn tay công lý dành cho vị trí của Alpha. Đúng là như thế rồi. Một cái diệt khổng lồ ánh sáng như này thì không bao giờ có thể sợ được một con thây ma. Ở khoảng thời gian mới chỉ là 4.5 của trận đấu. Và đó là một chiến thắng của TG Steel trước bài đấu của Loli. Tuần này rượu Steel có xúc giác cho mình được 3 con Aphelios không? Làm phép thôi. Rất hồi hộp khi mà không ai chơi Aphel cả. Và một mình một hướng, TG Steel anh ta có ra được Aphel hay không đây? Vâng, anh ta vẫn đang lì lợm. Cần phải làm phép, Steel ơi. Ui, không có ui phép rồi. Màu nào đây rồi. Vâng, đây xúc sắc ma, xúc sắc quỷ rồi, chứ không phải xúc sắc bình thường nữa. Đúng rồi, và đó là một con Lee Sin để kích hoạt cho mình là 4 ma sứ. Quá ma quỷ đến từ cái xúc sắc này, vâng, các bạn có thể thấy. Ui, Green đã có Lulu 3 rồi. Và Lulu 3 đến từ vị trí Green, và Green thậm chí là anh ta thiếu hai một con Chitana để lên được cho mình một con Chitana 3. Đúng là cái xúc sắc này cực kỳ ngon này cho Green. Anh thấy là vừa nãy hình như Green mới chỉ có cho mình là 3 hay là 4 con Chitana thôi. Nhưng mà sau cái đơn Oni vừa rồi thì Green gần lên được full 3 rồi. Kennen thiếu 2, Chitana thiếu 2. Nhưng mà Green có vẻ hơi tham, ôm cả mid 4 nữa, bọn ạ. Đúng là thế, và tôi đang nhìn thấy có ai đó ôm Aphelios rồi. Vâng, đây là sao một trận đấu chung kết thế của chúng ta. Vâng, các bạn đang đánh rất chắc bài. Khi mà 71 máu là người đang cháy dành cho vị trí của Royal Kusumai 53. Và Bảo Ngọc anh ta chỉ còn lại cho mình là 12 máu mà thôi. VT 34. 5 long tộc rất cống hiến đến từ vị trí của Bảo Ngọc. TG Steel 35 máu. Lonely 41. Devil 45. Modern Green vừa bán Nifor rồi. Có vẻ như Green nghe thấy tiếng lòng của anh thì phải. Bán đi. Nifor rồi. Và có thể ra được giáp thiên thần. Ui, hơi đáng tiếc. Nhưng mà ra đồ ánh sáng này có thể ra được tim băng hay giáp thiên thần dành cho vị trí của Kennen hay không? Và đúng là tim băng ánh sáng. Quá tuyệt vời. Máy chiếu cũng ánh cực sáng. Ngon nhá. Máy chiếu cũng rất ngon. Nhưng mà thôi. Đúng thôi. Tim băng một cái món đồ quá uy tín dành cho vị trí của Kennen. Đây rồi, Chitana 3. Và Kennen đâu rồi? Hết thương cạn nhớ. Và sẽ lên được cho mình là Chit 3 và Kennen 3. Đây. Đây là Chitana 3. Một con Kennen nữa thôi. Một con Kennen nữa thôi. Một con Kennen nữa thôi. Anh ta đang muốn đẩy đồ. Tôi hiểu lý do khi mà Green anh ta ghép phúc dòng mình cho vị trí của Kennen. Anh ta muốn đẩy đồ để cho cái giáp lẻ vẫn ra. Lì, bọn ạ, vẫn đang lì. Ui, cái lốc ánh sáng này cực kỳ nguy hiểm đây. May quá. Đây là đèn vô, đây là diệt khổng lồ ánh sáng và có hai vút bẫy. Chitana chơi được hay không đây? Lulu hack làm sao mà được? Đơn giản đây là hai cái vút bẫy trên người. Còn nhưng bọn ơi, bài của Green có một cái tim băng ánh sáng counter rất nặng con Raven này. Bên cạnh đó chúng ta có thể thấy lượng sức mạnh cộng thêm đến từ một cái cùng cung Wooden ánh sáng quá kinh khủng khi mà cái tia phụ của Chitana clear quá nhanh chóng cái dàn tanh bên phía đội hình của Devil. Những con tướng mỏng cơm đến từ bộ bài quân đoàn khó mà có thể chịu được lượng sát thương đến từ những con tướng ác quỷ. Máy chiếu random đồ. Vâng, rất nhiều đồ Green anh ta có thể cân nhắc. Cái chiếu là máy chiếu là cực kỳ ngon trong cái bộ hình quỷ này. Ô, Green có định up 7 à? Tại sao không phải là rút nốt nhỉ? Ồ, Green up 7. Tại sao không phải là chốt kèm? Không kèm được cái gì cả bọn ơi. Quy dị đến từ vị trí Green. Anh không hiểu cái quyết định này của Green lắm. Có thể là một pha misplay thôi. Mà Green cho chỉ một con dích vào chứ không phải là một con hiệp sĩ hay là kỵ sĩ. Bỏ qua Rail và thay vào đó là một con Kennen nữa. Có lẽ là anh nghĩ là Green muốn là tự ra con Kennen này. Chính xác là như vậy, anh ta muốn up 7 để có thể hy vọng ra được cho mình. Và ôi, một cái góc không đẹp để chiếu rồi. Syndra có thể sử dụng pha ý lực
Nhưng mà Kennen CC quá tốt, Chitana ăn luôn lượng sát thương đến từ Khó vị trí quá. của Vekot thì hơi khó dành cho Green rồi. Cái đội hình quỷ này bị counter rất nặng bởi cái bài mực. Đây là một con Vekot ba nước mắt, sử dụng kỹ năng là quá nhanh, và đó là một trận thua dành cho Green khi mà một pha tia vân huyền sự sống quá tuyệt vời. Và như Chitana của Green không thể được chơi. 2 phút bởi Enfix ạ, Enfix thấy Green, anh ta Green bị random bên phía bên kia VT, anh ta random ra được một cái nỏ xanh ánh sáng cũng như là một cái phút bởi ánh sáng thì hơi khó để cho Green, để Green có thể giành chiến thắng ở round đấu vừa rồi. Đây và rồi, đây là Kennen sẽ phải bán đi thôi, bán đi vị trí của Claire thôi, và sẽ là Neko và cho Zik vào. Liệu có đủ không? Chitana. Bây giờ Green anh nghĩ là rất cần một cái biến quỷ để có thể tròn bài ở thời điểm này. Bảo Ngọc anh ta vẫn đang giữ được máu. Những pha nhảy của Chitana, chúng ta phải cần cho mình một pha cầu vay nữa. Chitana mà nhảy không thông minh thì hoàn toàn Green có thể phải trả giá. Và đây là một bài đấu yếu ớt đến từ Lonely, thì Green sẽ giành chiến thắng mà thôi. Một pha hất tung nhưng mà không có quá nhiều sát thương dồn vào đến từ vị trí của Chitana. Nhưng mà đây là một con Chitana không có huyết kiếm và sẽ bị hạ gục ở round đấu này bởi một pha ném nấm như vậy. Nhưng mà Kennen 3 sao với cái tim mang ánh sáng luôn vào trong, nhưng vẫn là một trận thua của Green. Vâng, một con sai bị đẩy rất no em ơi. Có vẻ như là nhà của Cường Smile anh thấy đang rất là khỏe thì phải. Tại vì là anh thấy Steelnet vừa thua một turn phải rơi vào tầm khoảng 15 máu. TG Steelnet anh ta chỉ còn lại cho mình là 9 máu. Green cũng là như vậy, Bảo Ngọc vẫn đang dẫy được ở trong trận đấu này. Và tôi đang nhìn thấy một con 4 con Volibear dành cho bài đấu của Bảo Ngọc. Vâng, đây là một con Yasuo nữa, sẽ là Yasuo 3 sao dành cho bài đấu Devil. Trong khi đó Cường Smile là người đang cháy với 53 máu. Một con Gwen cầm bố xanh dành cho vị trí của Bảo Ngọc, trong khi đó team băng dành cho Devil. Một giao điện static dành cho vị trí của VT, trong khi đó quyền năng dành cho Lonely. Cường Smile anh ta sẽ lấy gì đây? Vâng, một con Lucy như thế này. Một cái lượng đồ không phải là quá đẹp dành cho Lucy, nhưng mà anh ta vẫn đang giữ máu tốt. Royal có xúc sắc. Bây giờ có xúc sắc. Đây rồi, làm như từ làm phép. Từ từ. Bình tĩnh. Ra. Ui không từ từ. Này chưa thể ra ngay. Đấy, được. Một con cũng được. Một con thôi cũng được. Đỡ hơn ai đó. Và đây là một cái quyền năng này cho vị trí của Asan. Không vứt bẫy nên là con khác, chính xác là như vậy. Ok. Một bài đấu mà đã có khả năng giảm kháng phép đến từ vị trí của Asan rồi. Đó là một con Teemo đến từ vị trí của Green. Vâng, Teemo đến từ Green, Green Onin. Nhưng đây, con Chitana quá kinh khủng, và đó là một chiến thắng dành cho Green. Khi mà anh ta đã ra được cho mình một con Teemo rồi, khả năng làm chậm là có. Lag à? Hay là chưa muốn mua, muốn lock vào để. Anh tưởng là một pha lock vào để có thể là đòn đối thủ. Đây rồi. Ăn mò. Vâng, rất hồi hộp. Đừng mua vội, từ từ, bình tĩnh. Lock vào, xong rồi đến turn 6.1 mới mua. Chứ bây giờ mua là bị soi đấy. Anh nghĩ là như vậy. Nếu tôi mà nghĩ bị mua kiểu luôn gì là chắc bị chắc là soi thôi. Thôi, cứ phải mua, xong rồi turn sau free zone thì hoàn toàn có thể ra. Vâng, chia sẻ luôn, khi mà các bạn khán giả đang theo dõi giải đấu chúng ta thì công thức để ra được cho mình một con tướng 3 sao là xoay một con tướng co anh tâm, nếu mà các bạn muốn lên xoay 3 vòng và sau đó nhấn nút D thì hoàn toàn có thể ra được cho mình những con tướng cần thiết. Công thức này thì anh đã áp dụng rồi, anh thấy khá là hiệu quả. Công thức này đã giúp cho những chàng trai chúng ta lên được cho mình Lucian 3 và thậm chí là Draven 3 rồi, thì không biết rằng Royal anh ta biết công thức đó hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Bon ơi, Devil thì vừa mới dừng chân ở vị trí top 7 đâu rồi thì phải, đúng không? Bảo Ngọc, đó là Bảo Ngọc. Lag quá mà màn hình mờ quá, anh không nhìn thấy cái gì cả. Bảo Ngọc phải dừng chân ở vị trí top 8, trong khi đó Devil đã phải dừng chân ở vị trí top 7 với hơn 3 máu. Một bài đấu mà tưởng chừng như Devil anh ta một bài đấu quân đoàn mạnh mẽ, nhưng mà một con Draven đã bị hạ gục ở trong trận đấu này rồi. Và Devil anh ta dừng lại. Này quá căng, Bon ạ. Rất căng, khi mà người top 1 ở trong trận đấu đầu tiên thì đang đứng ở vị trí thứ 7. Khá đáng tiếc cho chàng trai đến từ Nhật Bản khi mà Bảo Ngọc anh ta phải dừng lại với bài đấu. Đây rồi, xúc sắc để làm cái gì? Xúc sắc để làm cái gì? Tiền để làm cái gì? Khi mà game ép Royal lên được Lucian 3 với cái Deco này. Royal bảo là tôi không cần công thức, tôi không cần vàng. Và đơn giản là game
sẽ ship cho tôi ngay lập tức một con Lucian cuối cùng, và đó là một cái Neko quan trọng, một cái Neko quan trọng ở thời điểm này dành cho Royal. Và ai gặp Royal ở thời điểm này? Ui, và Aphelios 3 đến từ vị trí của Tiger Steel, vâng, Aphelios 3 và Lucian 3. Đây là một kèo đấu người thắng nặng quá kinh khủng rồi, kẻ thắng nặng người nửa cân. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Nhưng mà anh phải nói là hơi đáng tiếc cho Steel Bolton, tại vì là bài Steel đang là một bài có thể top 1. Nhưng mà đây là một con Lucian 3 hoàn toàn một pha sấy tốt thôi, cũng có thể hàng gục đi vị trí của Aphelios 3 bên phía đội hình của Tiger Steel. Vâng, Lucian sấy và thậm chí còn sấy ngược, vâng, rất ngẫu hứng. Khi mà bạn lên được 3 sao thì bạn sấy kiểu gì thì cũng là hợp lý mà thôi. Một pha bắn ngược vào nhưng vẫn có sát thương, hơi dị đến từ vị trí của Lucian. Còn Green thì sao? Thì có Green một cái diện có ánh lẽ sáng. Phải dừng lại rồi. Green quá khó. Có một cái diện ánh sáng nhưng mà bài của Royal lại có một cái phút bẫy. Vâng, lobby trong trận chung kết mới chỉ là trận đấu thứ hai thôi mà đang rất căng kèo rồi. Vâng, Lucian 3 đối đầu với cả một con Aphelios 3. À, và đừng quên là tất cả những anh em nào đang xem mà chưa like thì nhớ like để ủng hộ kênh TGTV, để chúng tôi có thể đem lại những trận đấu tuyệt vời hơn ở những cái giải đấu sau. Đúng là như vậy, và nếu như các bạn khán giả, các bạn đang theo dõi trên nền tảng kênh YouTube thì các bạn cũng có thể subscribe kênh YouTube TGTV để có thể theo dõi diễn biến trận đấu cũng như là các video clip. Đây rồi, phần đây là trận đấu. Vâng, xếp hay quá, Tiger Steel anh ta sẽ né đi vì cái thành trường, nhưng mà với một AFE này hắn cảm thấy nó có thể hạ cũng được hay không? Không thì hạ cũng được, đơn giản đó là phải nói là quá tiếc cho Steel. Có phải Tiger Steel không phải là ngày thực sự rồi. Không phải ngày của anh ta rồi, một con Lucian sấy quá thông minh, một bo góc nhưng mà không đủ để có thể dứt điểm, đơn giản đó là phạm vùng bẫy. Có thể là một trận đấu top 1 của Steel nhưng mà top 4 rồi. Nói không. May quá. Top 4 nhìn cho Tiger Steel và Loli, anh ta phải dừng lại ở top 5. Một bài đấu quá kinh dị của Royal khi mà anh ta có cho mình một cái giáp gai hồng hoa trên người của con Galio như thế này. Lượng sát thương gây ra bởi một con Lucian 3 sao thì hơi khó dành cho Curse Mind cũng như là VTT có thể lấy được cái top 1 của Royal trong trận đấu thứ hai. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người có cho mình trận đấu top 2 đây, Curse Mind hay là VTT. Vâng, Curse Mind anh ta đang muốn xếp con Raven cầm dây khổng lồ và sẽ là ra giữa đến từ vị trí của Royal mà thôi. Một pha lốc tanh đến từ vị trí của Cường Smite. Cường Smite cũng đã có cho mình là 7 con Raven rồi. Vâng, đợt 7 con Raven nhưng mà sẽ bị hạ gục ở trong round đấu này khi mà lượng sát thương gây ra bởi cái thanh trừng đó là quá kinh khủng, và xa sấp đôi. Vị trí của Lucy. Một trận đấu top 1 xứng đáng dành cho Royal. À không, Cường Smite ta chưa đi. Đi rồi, à, không đi rồi. Tôi tưởng chừng chưa đi nhưng mà anh ta đủ máu đi rồi. Và đó là một trận đấu top 1 dành cho Royal khi mà Cường Smile anh ta âm 7, anh ta có cho mình một trận đấu top 2. Và một trận đấu quá căng thẳng khi mà lên được cho mình Aphelios 3 và lên được cho mình một con Lucian 3 sao. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng Lucian là một con tướng không sợ vứt bẫy, nhưng mà Afe thì rất sợ vứt bẫy, bởi vì một pha hắc ám dẫn lối đầu tiên của bài đấu Tiger Steel, anh ta không thể chạm được vào vị trí của Lucian và khoảng trống đó được tạo ra thì Lucian sấy được. Một con Lucy thì nó sẽ là đam sốc, còn con Afe thì thường nó sẽ là đam theo thời gian nhiều hơn. Nên là kèo Lucy và Afe thì anh nghĩ là Lucy của trên rất là nhiều. Chính xác, đó là một bài kèo trên dành cho Royal và anh ta làm tốt nhiệm vụ của mình. Một cái Neko quan trọng, một cái Neko ở thời điểm quá nhạy cảm dành cho Royal khi mà anh ta ra được cho mình cái Neko ở round rồng và có cho mình một trận đấu tốt một xứng đáng. Và có lẽ bây giờ mình và TKFit cũng như các bạn khán giả sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi chúng ta bước vào trận đấu thứ ba của trận chung kết loạt đấu BO4 giải đấu giờ chơi ngoan 1/11 và chúng ta sẽ đến với bảng điểm sau hai trận đấu đầu tiên. Nhấn theo dõi các kênh của TGTV
để nhận được những thông tin hấp dẫn về đấu trường chân lý. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.